Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi hình, chụp ảnh, khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, khu vực bảo vệ một trụ sở các cơ quan gồm trụ sở Thành ủy Đà Nẵng và các cơ quan thuộc trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân dân thành phố Đà Nẵng, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng trụ sở quận, huyện ủy, ủy ban nhân dân quận, huyện; trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các quận, huyện; trụ sở hội đồng nhân dân huyện Hòa Văn, kho bạc nhà nước Đà Nẵng; trụ sở doanh trại quân đội, công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn thành phố; bộ chủ huy quân sự thành phố, ban chủ huy quân sự quận, huyện; bộ chủ huy bộ đội biên phòng các đồn, trạm biên phòng; trụ sở công an thành phố, các đơn vị trực thuộc công an thành phố; trụ sở công an các quận, huyện trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn thành phố; hai, các khu vực khác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định khi xét thấy hết cần thiết; khu vực cấm tập trung đông người là khu vực khuôn viên, khu vực tiếp giáp và vành đai bảo vệ các khu vực bảo vệ được nêu trên. Trường hợp cần thiết, phạm vi khu vực cấm tập trung đông người do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xác lập sau khi thống nhất với cơ quan chủ quản bằng quyết định cụ thể cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các khu vực sau. Khu vực có chứa bí mật nhà nước, khu vực đang xảy ra các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác yêu cầu giữ bí mật. Khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trong các trường hợp khi diễn ra có hoạt động do các cơ quan đảng, nhà nước, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội của trung ương thành phố tổ chức xét thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng khi có đoàn lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước khách quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố khu vực thảm họa do thiên tai con người có dịch bệnh lây lan trên quy mô lớn đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân khu vực đang xảy ra những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội